quan trọng lắm ạ. This is very grave. Grave situation là một tình cảnh, một cái tình hình rất là nghiêm nặng. Ví dụ 30 tháng 4, trước 30 tháng 4 đó là grave, thấy không? Đối với miền Nam là grave situation. This is grave, cái này quan trọng cho bây giờ đâu. Chết sống á, chữ grave đây là chữ chết sống á. This grave. Mình tới mình mượn tiền để mà mình muốn năn nỉ người ta cho mình mượn tiền thì mình is very grave. Chuyện tôi nghe là chết sống được cho tôi mượn thì không có là kẹt lắm nhé. Chữ grave có nghĩa là mồ mả và có nghĩa là quan trọng. Rồi chữ yard là cái vườn, mà yard cũng có nghĩa là một thước. Mỹ nó có một yard đó, nó khoảng chừng một thước, 3 feet thì thành một yard, 3 feet, 9 tấc mấy đó. Thành ra nhiều khi quý vị ở bên này đó, nghe nè, nhiều khi bên này Mỹ nó hay hỏi bao nhiêu yard đó, mà mình không biết á, thì mình nhắm theo cách mình tính của Việt Nam, mình nói lớn chừng 10 thước, thì mình nói it's about 10 yards. Tại vì mình biết thước nó bao nhiêu thôi, dù cái bàn này nó khoảng 2 thước hơn nè, thì mình nói it's about 2 yards. Cái bàn này dài độ chừng 2 yards, thực sự nó hơn 2 giờ rưỡi á. Nhưng it's about 2 yards với những khoảng 2 thước. Yeah. Cái feet của mình khó tính á. Khi nào quý vị mà nó hỏi mấy feet không biết, mình dòm cái cẳng mình á. Cẳng mình từ khúc này, so tới cái gót cẳng á, thì nó dài khoảng 1. Nó là 1 foot. 1 thì 1 foot, mà 2 thì 2 feet. Ok, 1 tooth là 1 cái răng. 2 teeth là 2 cái răng. Một cái giò là một tooth, mà tooth teeth chỉ có chừng đó hôm nay nó không có nhiều rồi mình khó nhớ, chỉ có tooth teeth và foot feet thôi. Không biết tại sao Mỹ nó kỳ vậy không? Thành ra khi mà nói tới feet cho tôi được cái giò thôi, giờ mình nhớ là feet giờ không có lộn được rồi. Nhưng mà ba cái feet đó thì bao nhiêu? Một yard là một thước, này gọi là yard này là yard graveyard này, ship guard là giữ nhé, guard là gìn giữ. Guard là người gìn giữ. Và garden là cái này nhé, không phải cái trên nhé. Garden nè. Rồi chữ eve. Sơ trên này cũng có được chừng 20 chữ cho bà con mình học rồi. Ok, ôn lại cái thời gian này kia rồi. Ok, let's take 5.